Hello, Mười xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với lại kênh Mười Nhà Quê Thác Xịt Vlog. Houston đang vào cái mùa phấn hoa cho nên là Mười cũng bị giống như là cảm luôn rồi mọi người. Và hôm nay cũng là ngày nghỉ của Mười thì hai đứa nhỏ nó muốn ăn cua với lại con sò. Thì Mười cũng đi chợ rồi mua cua với sò về nấu một bữa ăn cho gia đình. Sẵn tiện Mười cũng quay cái đường đi từ nhà Mười đến chợ để cho mọi người ở xa xem coi cái thành phố Mười đang ở cảnh quan nó như thế nào ha. Từ nhà Mười mà chạy lại cái chợ này thì chỉ có 16 phút thôi. Không biết mọi người như thế nào chứ Mười mà chạy xe mà hai bên đường mà có hai hàng cây xanh á là cái cảm giác thích lắm. Hôm nay cũng là một cái ngày trời rất là đẹp, không nóng không lạnh, nắng nhẹ nhẹ. Thời tiết rất là lý tưởng luôn á mọi người. Rồi em không nói nữa, em để cho mọi người ngắm cảnh đường phố của thành phố nơi em đang sống nha. Mười tới chợ rồi, vừa đi vào cổng chợ thì Mười thấy người ta bán ổi ngon lắm mọi người. Cái ổi này cũng là cái ổi mình thích nữa, nó giống như là ổi vườn gì đó, nó không có to lắm, cái trái nó nhỏ vừa phải thôi mà nhìn nó rất là chắc, nó rất là giòn luôn. Rồi đi đến cái hàng sò, mua sò cho Jefferson, cái con này thì Jefferson thích ăn lắm. Con sò tươi này không biết chỗ mấy anh chị bán như thế nào nhưng mà cái chỗ Mười bán là 6 đồng mấy, gần 7 đồng một pound á mọi người. Mười cũng không biết mắc hay rẻ nữa. Rồi bây giờ thì đi lại hàng cua lấy cua cho Anderson. Mười thấy có cái con cua này nó ngộ lắm mọi người, cái chân nó dài dễ sợ luôn, Mười cũng chưa bao giờ ăn qua nữa. Đi chợ một hồi thì cũng xong. Một tuần á Mười chỉ đi chợ được có một ngày thôi cho nên là cũng tranh thủ mua cái đồ ăn cho cả tuần đó mọi người, nên là nó hơi nhiều. Bây giờ thì mình chạy về nhà để chuẩn bị chế biến món ăn cho gia đình thôi. Cái thành phố Mười ở đó hay có những cái hồ nhỏ nhỏ như thế này. Không biết có phải là tại vì ở Thác Xịt nóng quá cho nên là những cái khu nhà người ta hay đào những cái hồ nhỏ nhỏ như thế này để cho nó có cái hơi, cái độ ẩm á mọi người. Cũng không rõ nữa, chỉ nghĩ vậy thôi. Với lại Mười thấy là trong cái thời gian này là có nhiều nhà mới xây liên tục luôn. Mà họ xây lên á, họ bán lẹ lắm mọi người. Bán rất là nhanh luôn á. Sẵn Mười quay cho mọi người xem nhà ở Mỹ họ xây như thế này nè. Cái khung nhà đó họ toàn là sử dụng bằng cây thôi chứ không có đổ bê tông giống như ở Việt Nam đâu. Thì hôm nay Mười sẽ nấu 3 món. Một là món cà ri bò, hai là cua hấp và thứ ba là nghêu hấp sả. Tự nhiên nhìn vô cái tủ đồ gia vị Mười thấy cái hũ cà ri, cái là nghĩ ngay tới cái món cà ri. Mà nhà thì không có thịt gà cho nên là Mười lấy thịt bò Mười nấu luôn.
cái cà ri này á là vừa chỉ nấu cho cái nước nó sệt sệt để mình chấm với lại cái bánh của Ấn Độ mọi người. Chứ Mười không có nấu nhiều nước nha, cho nên là khi mà mình nấu đến khi nó kẹo kẹo lại là ok. Rồi mình lấy cái bánh này để mình chấm với lại cà ri. Và cái món thứ hai là món nghêu hấp sả. Anh chị nào mà là tín đồ của seafood thì chắc cũng sẽ rất là nhớ cái món này đây. Mua được mấy con nghêu tươi lắm mọi người, luộc ra không có con nào bị chết hết á, mà thịt á thì nó tươi mà nó chắc nữa. Và cuối cùng là cái món cua hấp đơn giản, không có gì là chế biến cầu kỳ hết. Ăn cua với lại nghêu mà thiếu nước chấm là một sai sót đúng không mọi người? Cho nên là em biết ý mọi người, em chiều lòng mọi người, em làm hai cái chén nước chấm em để lên nè. Loay hoay một hồi thì cũng xong rồi, bây giờ thì mình dọn ra để cho cả nhà mình cùng nhau ngồi lại thưởng thức thôi. Đi làm cả tuần nhiều khi không có thời gian, cho nên là khi mà có được ngày nghỉ là Mười tranh thủ nấu những cái bữa ăn ngon dành cho gia đình của mình. Mười cũng xin chúc ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn có một mùa lễ phục sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Ok, video của Mười đến đây là hết rồi. Mười xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ Mười. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.